Hello hello, xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào năm anh em đã quay trở lại với Riding Channel của mình. Hôm nay mình rất là hào hứng giới thiệu cho anh em một phiên bản Honda Super Dream. Wow, thấy không? Bạn nào mà cậu mà thế hệ đầu 9X cũng như là cuối 8X đó là cực kỳ mê dòng xe này nha. Chiếc này mà gắn 450 vô là rất là ok luôn ha. Và trước khi mình review sơ lược về phiên bản này thì mình sẽ quay sơ lược mặt tiền cửa hàng một chút xíu nha. Thì đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cửa hàng này tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và nếu có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 để gặp anh Côn nha. Và số điện thoại mình luôn cập nhật phía dưới góc trái màn hình nha. Và các bạn nào mà xem xong video clip á, đừng quên đăng ký kênh cũng như like video clip để ủng hộ mình và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha mọi người. Rồi bây giờ mình quay lại chủ đề chính ngày hôm nay, đó chính là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phiên bản Honda Super Dream mới keng xà beng 100% luôn. Thấy không? Nhìn không? Nhìn là thấy mới rồi. Rất là bất ngờ luôn á. Hôm nay mình tới cửa hàng anh Côn kêu là hôm nay mày giới thiệu cho anh chiếc Super Dream đi. À, nhìn cực kỳ hot luôn. Thì công nhận mình bất ngờ thiệt là dòng này là khai tự rất là lâu rồi, bây giờ chỉ còn những dòng xe cũ thôi. Nhưng mà hôm nay mình lại anh Côn lại kiếm được đâu về dòng này. Hình như dòng này làm liên doanh á giữa Việt Nam và Trung Quốc hay gì đó mình cũng không rành nữa. Nói chung là các bạn cứ liên hệ anh Côn được, anh Côn tư vấn kỹ nha. Mình chỉ biết là chiếc này là chiếc Super Dream này, cực kỳ mới luôn. Và đặc biệt một điều nữa các bạn biết gì không? Là chiếc này có 50 phân khối thôi. Đó, chiếc này là hiện tại là có 50 phân khối thôi nha mọi người. Rất là ok ha. Chiếc này mà gặp mình mà có tiền là mình mua liền. Bây giờ mình sẽ cập nhật giá bán cho các bạn luôn nha. Thì đợt này anh Côn chỉ nhập chiếc 50 phân khối về. Anh Côn kêu là sau đợt này anh Côn sẽ nhập thêm một chiếc 100 phân khối nữa chứ 150 nha. Là chiếc này mới 50 thôi nha. Đợt sau anh Côn kêu là anh Côn nhập thêm một chiếc 100 phân khối nữa. Rất là ngon luôn. Và bây giờ mình sẽ báo chiếc 50 phân khối này trước nha mọi người. Thì hiện tại nè, cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Super Dream này với mức giá là khoảng 13 triệu đồng nha mọi người. Và giá mình báo đã bao gồm thuế VAT 10% nha. 13 triệu đồng thôi là các bạn có thể sở hữu cho mình một chiếc Super Dream với giá là 13 triệu đồng ha. Đó, tính ra là nó chỉ ngang bằng một chiếc xe đạp điện thôi các bạn, thấy không? Xịn sò không? Mà nhìn rất là đẹp nha. Mình kiểu như mình đang đi chiếc Winner rồi chứ mình mà có ý định mua xe là mình mua chiếc này nè. Rồi thấy không? Còn mới keng xà beng luôn nè. Đó, mình sẽ quay kỹ chi tiết để các bạn xem nha. Chiếc này hỗ trợ trả góp luôn ha. Chỉ cần trả trước mà 13 triệu trả góp cho mọi người, 13 triệu trả đứt bà luôn cho rồi. Mà thôi, kệ bạn nào mà thích trả góp mình cũng tư vấn luôn. Đó chính là trả trước thì không cần trả trước nha. Còn mà trả góp thì các bạn cứ góp bao nhiêu cũng được. Nói chung là góp bao nhiêu anh Côn cũng góp. Tại vì có 13 triệu thôi mà góp dễ mà. Các bạn chỉ cần làm thủ tục như mọi khi là chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu là các bạn có thể làm thủ tục trả góp nha. Và các bạn phải đủ 18 tuổi nha. 18 tuổi các bạn mới được làm giấy tờ trả góp nha. Và 16 tuổi là các bạn phải đứng tên cào vẹt góp cũng như giấy tờ rồi ha. Đó. Và bây giờ mình sẽ quay sơ lược phiên bản Super Dream này cho các bạn xem nha. Đây, nhìn nó không khác gì mấy chiếc Super Dream tên lửa hồi xưa luôn các bạn. Nhìn rất là xịn sò ha. Nói chung là 13 triệu mà, như vậy là quá ổn áp rồi. Chạy cho vui á, mình mua mình chạy cho vui là được. Thấy không? Đây, đè điếc này các kiểu đó, còn rất là xịn sò. Nói chung là mới á, chiếc này là mới keng luôn á. Đó mà ha, mình sẽ quay sơ bằng xe này mặt đồng hồ nè. Mặt đồng hồ vuông nè, analog rồi các kiểu ha. Bên đây thì xi nhan rồi ha, rồi ba đèn chính, đồ còi, nút kéo e rồi ha. Không khác gì mấy chiếc Super Dream hồi xưa luôn mọi người. Hồi xưa ai mà sở hữu được một chiếc Super Dream là thuộc dạng là nhà giàu đại gia đó. Mua và tính bằng cây vàng không á. Hồi xưa mình nhớ là ở quê mình có một ông mua là một chiếc Super Dream, nhưng mà không phải của Nhật nha, chỉ là của Hàn Quốc hay là của đâu mà mất hết 10 cây vàng. Dạ mang không? Đây là mặt trước của xe nè. Ha, chiếc này mình đâu có nói sai, mới keng xà beng luôn. Đây, đèn xe nè, hai bên là, này là đèn định vị nè, và đây là đèn xi nhan nè ha. Đó, mặt nạ xe nè, mình quay kỹ chi tiết luôn nè. Chiếc này là cực kỳ mới luôn nên mình sẽ quay kỹ để các bạn tham khảo luôn ha. Dòng này 50, mà 50 là tầm 16 tuổi hình như là đi được rồi mọi người. Đó, mua về mình đi thay đập điện đi. Thay vì mình đi đập điện, mình mua dòng này đi cũng ok mà. Đây ha, này chắn bùng trước nè ha, phuộc nè. Ở đây, niền nè, mâm nè, bánh xe nè, câm nè, câm chỉ nè ha, mới keng xà beng luôn ha. Đây, phanh nè, phanh cơ, phanh bình thường nè ha. Đó, phanh tán trống á, chứ không được phanh đĩa nữa. À, thấy không? Ok ha. Chiếc 13 triệu mà có đâu cho nhiều. Như là quá ok, thay vì mình mua một chiếc xe đạp điện á thì mình đi chiếc xe Dream này nó quay hơn nhiều. Về gắn thêm cái bộ 50 đó là đúng bài luôn. À, đây.
hệ thống giảm sóc thì mình đây chắc không có chế độ hai người đâu ha. Mấy chiếc này làm gì có, nó để cho đẹp thôi chứ chắc mấy chiếc này cũng không có chế độ hai người đâu. Đó, mình sẽ quay kỹ nữa ha. Phục nhúng nè, bánh sau xe nè, ống bô xe nè, còn mới can span nha. Đó, super dream đó, thấy không? Mình đã nói sai, super dream nè, thấy chưa? Mỗi tội là nó 50 thôi, nó giống như nháy mà người. Thì mình nói rồi, tiền nào của đó thôi, mình mua về mình đi là ok rồi. Thay vì mua 13 triệu mua chiếc xe đạp điện thì mua chiếc này về đổ xăng chạy nạc bô là cũng ok, là trẻ trâu tí mọi người. Chiếc này hồi xưa là máy thanh niên thành phần trẻ trâu hay đổ theo kiểu là bô 50 nè. Quay alpha với lại rim nè, đổ bô 50 vô chạy là bá chí bồ chét luôn. Xoáy nồng là cái kiểu vô là đúng chuẩn luôn á. Giờ bán tiền vàng, giờ mà ai còn mấy chiếc super dream mà thời 2000 hồi xưa là bán tiền không á mọi người. À, thấy không? Ok ha, mình quay vậy là quay chi tiết lắm rồi đó. Đó, thấy không? Mới can sở ban nha. Bạn nào mà thích mua cứ liên hệ theo anh Côn sẽ tư vấn cho các bạn. Thấy không? Nhìn xịn sợi không? Đó, nhạc số rồi nè, rồi rim rồi ha. À, đây, mình sẽ quay phần đuôi xe luôn á. Hồi nãy giờ quên. Quay phần đuôi xe bạn xem luôn nè. Đó, thấy chưa? Nếu mà bạn nào mà có nhu cầu về chiếc này 50 phân, khi mình up cái video 50 phân khối này lên mà các bạn mua ok á, thì mình sẽ kêu anh Côn nhập về dòng 100 phân khối để bán cho các bạn luôn ha. Coi như là mình hồi niệm lại ý gì hoặc là ký ức hồi xưa ha. Ok ha, rất là xịn sò luôn. Rồi, như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cho dòng Super Dream 50 phân khối này. Thì bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 để các bạn Côn nha. Và số điện thoại mình luôn cập nhật phía dưới góc trái màn hình ha. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Đừng quên đăng ký kênh cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.